xem trực tiếp World Cup 2018 ngày 25 tháng 6 tại đây. Ronaldo đập nát Iran, Tây Ban Nha gặp Maroc. Bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018, mỗi ngày chúng ta sẽ được chứng kiến 4 trận đấu kịch tính, quyết định các tấm vé đi tiếp. Tri thức vô tận sẽ cung cấp cho các bạn fan hâm mộ bóng đá các kênh truyền hình phát trực tiếp 4 trận đấu vòng loại World Cup 2018 đêm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các bạn link xem trực tuyến trên Internet ở phía dưới video này. Các bạn có thể kéo xuống lấy link xem các trận đấu. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tải các ứng dụng xem World Cup 2018 như VTV Go và FPT Play về điện thoại theo hướng dẫn sau đây. Đầu tiên là lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp World Cup 2018 tối 25 tháng 6, rạng sáng 26 tháng 6. Bảng A, 21 giờ ngày 25 tháng 6, Ả Rập Xê Út gặp Ai Cập, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, HTV Thể thao, HTV1 và HTV4. 21 giờ ngày 25 tháng 6, Uruguay gặp Nga trên kênh VTV3, HTV Thể thao, HTV1 và HTV4. Bồ Đào Nha gặp Iran, 1 giờ ngày 26 tháng 6, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, HTV9, HTV7, HTV Thể thao. Tây Ban Nha gặp Maroc, 1 giờ ngày 26 tháng 6, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3, HTV9, HTV7, HTV Thể thao, HTV1 và HTV4. Với những bạn không thể xem trực tiếp trên TV thì có thể xem qua Internet bằng điện thoại hoặc laptop bằng những link sau đây. Chúng tôi cung cấp cho bạn link xem cả 4 trận đấu, bao gồm trận đấu Ả Rập Xê Út và Ai Cập 21 giờ ngày 25 tháng 6, Uruguay gặp Nga 21 giờ ngày 25 tháng 6, Bồ Đào Nha gặp Iran 1 giờ ngày 26 tháng 6, Tây Ban Nha gặp Maroc 1 giờ ngày 26 tháng 6. Tất cả những trận đấu này đều được chúng tôi đính kèm link ở phía dưới bài viết, bao gồm link xem trên FPT Play, link xem trên VTV3 và link xem trên VTV Go. Các bạn có thể kéo xuống để lấy link xem ngay lập tức. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt hai ứng dụng trên di động là VTV Go và FPT Play để xem trực tiếp World Cup 2018. Trên cả hệ điều hành Android và iOS đều có hai ứng dụng này. Các bạn có thể tải về từ CH Play hoặc App Store để xem bóng đá. Nhận định các trận đấu Ả Rập Xê Út gặp Ai Cập. Đánh giá đội tuyển Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh nhất tại châu Á tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đến mùa bóng đá lớn nhất hành tinh này thì đội tuyển Ả Rập Xê Út chỉ là một đội bóng hạng trung bình. Đội tuyển Ai Cập được đánh giá là một trong những đội tuyển có lối chơi phòng ngự chắc. Một trong 30 trận gần đây bị ghi quá 2 bàn thắng, nhưng chính vì lối đá này đã khiến cho Ai Cập không được lòng người hâm mộ. Uruguay gặp Nga. Uruguay và Nga từng chạm trán với nhau 8 lần ở các giải đấu. Duy nhất một lần tại giải giao hữu quốc tế ngày 25 tháng 5 năm 2012, trận đấu này Uruguay có lợi thế hơn đội tuyển Nga về mặt sân, nhưng kết quả chung cuộc là hòa nhau. Điển hình trong 8 trận đối đầu giữa Uruguay và Nga thì có tới 5 trận đội tuyển Uruguay giành chiến thắng, trong đó chỉ có 2 trận đội tuyển Nga giành chiến thắng. Bồ Đào Nha gặp Iran. Iran và Bồ Đào Nha chưa từng chạm trán nhau ở bất kỳ trận đấu nào, tuy nhiên không quá khó để nhận ra sự tương quan về lực lượng giữa hai đội. Ở 5 trận thi đấu gần nhất, Iran đều gặp những đối thủ không có sự cách biệt về thực lực như Panama, Tunisia, Venezuela. Tuy tỷ lệ thắng và hòa của Iran khá cao, nhưng nếu xét về tương quan thực lực thì giới chuyên môn đánh giá không cao. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng chỉ đối đầu với những đối thủ tầm dưới nên chiến thắng rất dễ dàng. Riêng trận đấu trên sân nhà gặp Hà Lan gần đây nhất, Bồ Đào Nha lại để thua thảm hại với tỷ số 0-3. Tây Ban Nha gặp Maroc. Tây Ban Nha và Maroc sẽ có trận đấu vòng bảng cuối cùng trong khuôn khổ bảng B ngày 25 tháng 6 tới. Tây Ban Nha là đội bóng vô địch thế giới năm 2010, tuy nhiên đội tuyển quốc gia này đã bị loại đầy xấu hổ ở vòng bảng tại Brazil. Đó là kỳ World Cup tồi tệ nhất của Tây Ban Nha từ nửa đầu thế kỷ này. Maroc tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, khi họ vào được đến vòng bảng. Thành tựu tốt nhất của Maroc ở một kỳ World Cup là vào đến vòng 16 đội tại World Cup 1986. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nigeria đã thể hiện được đầy đủ các ưu điểm của mình và có một trận đấu xuất sắc trước Iceland. Bảng D World Cup 2018, Nigeria thắng 2-0 Iceland. Kết quả hòa trước Argentina trong ngày ra quân, cộng thêm cơ hội đi tiếp mở rộng khiến Iceland tự tin hơn hẳn Nigeria khi cuộc đọ sức giữa hai đội bắt đầu. Những chiến binh Viking vẫn sử dụng những đường bóng cực kỳ đơn giản, cố gắng tận dụng tối đa lợi thế chiều cao. Cách đá này đã khiến Nigeria phải vất vả chống đỡ,
ít nhất hai lần các fan đại bằng xanh thót tim khi trái bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là bàn thắng thì Iceland lại không có thể làm được. Và điều đó khiến họ phải trả giá khi Nigeria lấy lại sự bình tĩnh. Đội bóng châu Phi chủ động đẩy Iceland vào những cuộc đua sức. Với tốc độ và khả năng tranh chấp vượt trội, Nigeria đã bắt đầu tìm ra cách bóp nát các đường lên bóng của đối phương trong trứng nước và tổ chức tấn công. Bước ngoặt trận đấu đến từ phút 49, cú ném biên quen thuộc của Iceland bị ngăn chặn. Nigeria tổ chức phản công thần tốc. Moses truyền vào. Musa với động tác khống chế và dứt điểm hoàn hảo mở tỷ số cho đại bàng xanh. Từ đây thế trận hoàn toàn thuộc về Nigeria, Iceland không thể dựa vào sức mạnh hay tốc độ để lên bóng nữa, bởi trước mắt họ là đối thủ dẻo dai hơn nhiều. Trong khi đó Nigeria phối hợp tự tin, bình tĩnh khai thác các khoảng trống mênh mông, nhờ một pha bóng như thế, Musa có được bàn nhân đôi cách biệt. Chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay Nigeria, nhưng Iceland như thường lệ không biết đến hai chữ đầu hàng. Đội bóng xứ băng đảo cố gắng dâng lên và kiếm được một quả penalty. Như một định mệnh, Sigurdsson, người mang số 10 của Iceland sút bóng vọt sang ngang. Trước đó ít ngày, người Iceland từng vui sướng khi Messi, số 10 của Argentina thực hiện bất thành quả 11m. Cơ hội ngon ăn qua đi, Iceland cay đắng nhìn Nigeria chơi bóng theo kiểu mèo vờn chuột trong khoảng thời gian còn lại nhờ nền tảng thể lực vượt trội. Chiến thắng ấn tượng đã giúp Nigeria có 3 điểm sau 2 lượt trận, tạm thời đứng thứ nhì bảng D. 3 điểm mà Nigeria giành được cũng đem lại hy vọng cho người Argentina. Messi và đồng đội vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu vượt qua đại bàng xanh trong vòng đấu cuối. Đồng thời Iceland không giành kết quả tốt trước Croatia. Nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn của Nigeria, các cổ động viên Argentina cũng hiểu rằng không nên kỳ vọng quá lớn. Với những cầu thủ chạy không hề biết mệt mỏi, chưa biết chừng đại bàng xanh sẽ hủy diệt Abi Celester trong trận cuối cùng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Kết quả Pháp gặp Peru World Cup 2018, siêu sao 19 tuổi định đoạt trận đấu. Sức mạnh của đội tuyển Pháp được thể hiện rất rõ trong cuộc đối đầu với Peru. Với tâm thế của một ứng cử viên vô địch, đội tuyển Pháp đặt quyết tâm rất cao trong cuộc chiến với Peru. Tuy nhiên không vì thế mà đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps đá nhanh ngay từ đầu. Trong ít phút đầu tiên, Peru là đội nhập cuộc đầy hứng khởi. Nhưng thời gian sau đó chứng kiến đội tuyển Pháp thị uy sức mạnh một cách hết sức khủng khiếp. Liên tiếp những pha hãm thành khiến khung thành của Peru chao đảo dữ dội. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Vào phút 34, Giroud tung cú đập chân hậu vệ Peru bay qua đầu thủ môn. Mbappe tận dụng cơ hội tuyệt vời để băng vào mở tỷ số. Với bàn thắng vào lưới đội tuyển Peru, Mbappe không chỉ đi vào lịch sử đội tuyển Pháp, mà còn giúp đội nhà giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018. Không có điểm ngày ra quân, đội tuyển Peru buộc phải giành điểm trước đội tuyển Pháp mới mở ra hy vọng giành vé vào vòng 1/8. Bởi tính chất quyết định, Peru nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo thế áp đảo. Tuy nhiên sau 10 phút, đội tuyển Pháp đã dần ổn định đội hình và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Liên tục có những pha tấn công được tạo ra trong vòng cấm đối phương, thế nhưng tất cả đều chỉ là cơ hội. Cho đến phút 34, xuất phát từ đường truyền của Pogba, Giroud thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Peru, việc còn lại là quá dễ dàng với Mbappe mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Bị thủng lưới, đội tuyển Peru buộc phải tràn lên tấn công nếu như không muốn về nước sớm. Thế nhưng Peru đối mặt với hàng thủ vững chãi của đội tuyển Pháp, họ buộc phải tìm kiếm cơ hội bằng những cú dứt điểm từ xa. Trong hiệp 2, Peru tung ra rất nhiều pha dứt điểm. Thủ thành Lloris đã không ít lần bắt bóng cứu nguy cho đội tuyển Pháp. Chưa dừng lại ở đó, may mắn cũng mỉm cười với đội tuyển Pháp khi được khung thành cứu thua. Đó là pha dứt điểm của Aquino của Peru ở phút 50. Bóng đi đập góc chữ A khung thành đội tuyển Pháp đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Pháp chủ động chơi phòng ngự. Họ đã thành công trong việc bảo vệ thành quả của mình. Với chiến thắng 1-0 này, đội tuyển Úc chính thức giành vé vào sớm vòng 1/8 với 6 điểm. Trong khi đó Peru cũng chính thức bị loại với 0 điểm sau 2 lượt trận. Với cá nhân Mbappe, bàn thắng trên giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Pháp ghi bàn trong một kỳ World Cup, 19 tuổi và 183 ngày.
các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận.